Dạ, đẹp trai không? Lời đầu tiên, Nam Mô A Di Đà Phật cho Thanh Vinh gửi lời chào đến các sư thầy, các chị Phật tử có mặt hôm nay, lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, một nhạc phẩm hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị một trích đoạn hồng quảng của soạn giả nghệ sĩ Bạch Mai viết tặng cho Vinh, bài hát được mang tên Võ Thần Triệu Tử Long. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đến hôm chốn trăng nga tìm thơ khách tài hùng ngàn nguyện phạt ngẫu chúa qua khói dòng đường dương ngoài nhìn thấy vơi trồng trơn hồng trai bóng an sáng tha dân tiếng lấy đừng quy chú khúc ba phương ngàn đình nguyện thọ ấu chúa tròn lòng nhân nghĩa trừ một tướng lĩnh tạo mạng biên cương sát quân thù đường tử sanh như hồng bao một lòng trung nghĩa dù chấp nhận không sợ gàn quân thù giá mang vội bám chân đi sẵn tới xe cửa tìm được về nơi chốn an tăng ngàn tướng binh nghe đất quyền lang ông quân ơi hãy nhớ đi ông quân hãy cùng hạ thần hiệu trọng thủy quân giặc ông quân ôi đau lòng thương ông tổ trung thần không tài nghĩa nhân nơi xa trường thầy không tiếng thân nguyện tới cao tứ quy ông quan qua hồi cô quy thăm sầu dân anh hùng triệu tứ biên cương ban ngàn tứ quy ông quan quay về thân ban trần tử con đường chưa hạ trường bản hùng vĩ mừng cán bò trường xa trường thế quyết tâm bệnh cả kiên cường trong câu sức trời đất phò trì mang trường tồn thân quốc trung hoa qua ngàn gươm đao an toàn trọn nghĩa trọn trung sự ghi son giang ông quân trong thế trong bương dương vì chúa quan mến tào tháo lãnh duyệt binh dây phổ biên nga đình lòng vì đang sống đâu ngày huy nhiệt chúa vương gia
dáng ta sầu bi, còn cần tôi chưa chỉ không hề nay quay bên mà cay chỉ trai nào sợ ông quân bình an thắng bao trường tồn tự bỏ đòn thanh thức cùng tàu nhau nào nay phải xa cơ nào nghèo a tình phương trình đức đơn cứu vi bằng tất cả gian lì chúng ta cùng tự kiên trường bản chiều nay hoàn thành tâm niệm tôi chúa đường trùng cùng lưu luyến nghĩa tình thâm chủ thứ này thầy xã tướng giữa đương dương. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, để tiếp chương trình, xin mời quý vị.